Ngày đi con đi chơi có vui không? Hả? Cháu Thúi. Thúi ơi. Chào quay. Thúi à. Ngày đi đi chơi có vui không? Hả? 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 Cười phải nói chứ. Nói gì nữa chứ. Cái thằng cười không chứ. Hả? Ai đã tò vậy? Bị dẹt. Quay em thấy chẩn đo phía thằng đó. Dạ. Quay thấy nó mặt không, quay con người với quá thân. Đạp đi. Chị cũng đạp đi. Quay bà nội vô. Con đạp đi. Cái lúc quay mới quay phim ra đang im lặng đó. Hả? Con biết quay phim hả? Hả? Con biết quay phim không? Hả? Quý quay phim không mà cười. Nói đi mi. Bây giờ mình tâm sự với cái máy đi. Mình tâm sự với cái máy đi. Giỏi. Mình tâm sự đi. Mình kể là ngày đi mình đi đâu. Trời ơi, không nói rồi. Mình nói đi. Nói đi con, nói đi. Quay đổ người đàn này lại. Quay có khức mặt. Trời ơi. Thúy Dình đi đâu, Thúy Dình kể coi nè.